Xin chào mọi người, mình là Phát Nguyễn đến từ The IELTS Workshop thành phố Hồ Chí Minh. Chào mừng mọi người đến với một tập tiếp theo trong cái series của IELTS for Skill. Hôm nay chúng ta sẽ nói về sự khác biệt, different. Ngoài different chúng ta sẽ có distinct, distinctive, distinguished và cuối cùng là separate. Vậy thì những cái thằng này nó khác nhau như thế nào? Cùng tìm đáp án ha. Đầu tiên chúng ta có distinct, các bạn hiểu đơn giản, nó là clearly different, rất rất khác biệt, thế rồi. So, Vietnamese and Spanish are two distinct languages. Số 2, chúng ta có distinctive, để dễ hiểu mọi người hiểu cái từ này như là unique or one of a kind, khác biệt vì nó rất là độc đáo. So for example, look at that girl over there, she has a distinctive smile. Tiếp theo chúng ta có distinguished ở dạng tính từ, thì các bạn có thể nói là cái thằng này nó khác biệt vì một cái gì đó nó rất là xuất chúng, nó rất là đạo mạo, nó rất là kiểu tài năng đặc biệt. Lấy ví dụ nhé. So, he's a distinguished writer. People thoroughly enjoy all of his works. Và cuối cùng chúng ta có separate. Từ này được dùng để mô tả những cái sự kiện diễn ra một cách độc lập hoặc là ở hai nơi hoàn toàn khác nhau. Mọi người cứ tưởng tượng sẽ có một cái event nhé. Và lấy ví dụ này. So this event will be hosted in two separate buildings. Ở hai tòa nhà khác nhau. Hy vọng là sự giải thích vừa rồi sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn nữa về những cái thằng họ hàng anh em của từ different. Một lần nữa, mình là Phát Nguyễn đến từ The IELTS Workshop thành phố Hồ Chí Minh. Hẹn gặp mọi người trong video tiếp theo. Nhớ like, share và subscribe cho kênh YouTube của tụi mình nha. Bye bye.